Ở trường học thì bạn phải im lặng chứ, nếu không con lươn sẽ xuất hiện đấy. Này, lấy đuôi của bạn ra đi, nó làm phiền tôi quá. Và không chỉ riêng tôi đâu. Được thôi, tôi làm nó nhỏ lại ngay đây. Lấy hết keo dán ra khỏi thỏi keo, thêm kim tuyến vào, trộn đều hỗn hợp lên. Bỏ hỗn hợp này vào thỏi đựng. Cắt hình đuôi cá từ vải kim tuyến, gắn thêm móc khóa vào. Nhớ dán keo lại nữa nha. Đuôi à, bơi ngay đây này. Thế nhưng cô giáo lại nổi giận với nàng tiên cá một lần nữa. Đây chỉ là hộp để đựng keo dán thôi à. Và nó cũng muốn là một nàng tiên cá nữa. Em thật sự thích cái đuôi này vậy ư? Vậy đây, lấy lại nó đi này. Cô Purple gặp rắc rối rồi. Ống đựng bút của cô ấy đã nhảy khỏi vách đá và đã hỏng trong đại dương rồi. Thật xấu hổ. Hãy giúp cô giáo của chúng ta nào. Chúng ta sẽ làm ống đựng bút mới cho cô. Liệu chúng có đáng sợ như quái vật đại dương không? Không, nó dễ thương như chú cá vàng ấy. Dùng keo dán hồ cá silicon để dán một bình nhựa vào trong một hồ cá hình tròn. Để khô trong một ngày. Đặt các vật trang trí vào bên trong. Đổ nước vào. Cho thêm cá nữa nha. Đặt bút hoặc các dụng cụ học tập vào bên trong. Thế là xong rồi. Bây giờ cô Purple đã có một hồ cá riêng có thể đựng được dụng cụ học tập trên bàn. Thật là dễ thương. Cô nhớ cẩn thận đừng làm rơi nó nữa nha. Tại sao lại có những tin nhắn bí mật trong vở của Mario? Đó là lỗi của Ariel đấy. Xin chào. Ô, tôi nghĩ là bạn sẽ thích nó. Và tôi đã hết sạch tẩy. À, thật xui xẻo. Ariel sẽ là một cục tẩy mới cho bạn mình. Vẽ hình một con sứa lên bề mặt tẩy. Dùng dao chuyên dụng để cắt theo hình vẽ. Vuốt đều ở các mép hình. Chúng ta thêm một đôi mắt xinh nào. Vậy là xong. Đây là một cục tẩy hình sứa và nó sẽ giúp cho bạn. Hả? À, bạn tôi đã nhanh chóng xóa ký ức về tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Cô Purple đã mệt rồi. Tuyết, ta có thể làm bất cứ thứ gì mình thích. Ồ, tôi đã lỡ ghim hai trang giấy lại vào nhau rồi. Mario, bạn có cách nào giúp tôi không? Tôi thì không, nhưng bạn lương này sẽ giúp bạn được đấy. Molly, đến đây nào. Cô ấy có bộ gỡ ghim thay cho răng đấy. May phần thân của con lươn từ vải nhung. Dùng vải von mỏng làm vây. Thêm bông gòn vào trong. Khâu phần trống này lại. Đính thêm hai con mắt vào. Dán dụng cụ gỡ ghim vào miệng lươn thay cho răng nha. Molly thật là dễ thương. Này, đừng sợ nha. Cô ấy sẽ không cắn bạn đâu. Cô ấy chỉ chú ý đến những cái ghim của bạn thôi. Tách tách, ghim đã bị ăn sạch. Cảm ơn Molly nha, bạn thật là tử tế đấy bạn thân. Lớp học đã bắt đầu, đến lúc viết bài rồi đây. Ariel đang bị mê hoặc bởi cây bút chì mới của cô ấy. Thế nhưng Mario không thể lấy bút ra khỏi hộp được. Nhìn con sóng này này. Đúng rồi, tôi sẽ có một cây bút đại dương bằng vòi bạch tuộc.
nặng hình vòi bạch tuộc bằng đất sét polymer. Đính thêm những chấm tròn. Giờ đến bước tạo lỗ cho chúng. Dùng đầu bút ấn nhẹ vào để tạo lỗ. Tạo thêm một lỗ sâu ở phần đầu bút. Nướng vòi bạch tuộc trong lò nướng theo hướng dẫn sử dụng. Đặt ruột bút vào bên trong, đặt đầu bút vào và dán lại bằng keo. Thật sự là sự lựa chọn tuyệt vời. Tôi đã viết bằng vòi bạch tuộc, con sóng đã bị thắt nút lại rồi. Và chiếc bút bạch tuộc này đã giành được chiến thắng. Edio thấy ghen tị với bạn của mình. Cô giáo cũng muốn có một cây bút uốn cong nữa. Ồ không, tôi đã nhầm lẫn rồi. Tiếng ồn đó phát ra từ đâu vậy? Nàng tiên cá bé nhỏ Ariel đang luyện âm. Ai đó hãy làm ơn dừng ngay tập âm dưới biển sâu này lại. Thật không thể chịu đựng nổi. Nhưng nàng tiên cá xấu xa đã có công cụ chắc chắn sẽ hoạt động. Đây là mặt dây chuyền sẽ mang tiếng hát của Ariel đi xa. Phủ lên vỏ sò một lớp sơn Adelit màu vàng. Dán gọt bút chì vào bên trong. Đính dây đeo vào. Thật giống truyện cổ tích. Giọng nói của Ariel đã bị nhốt trong mặt dây chuyền rồi. Đi thôi nào, hãy mang đi hết những quãng âm, mọi nốt nhạc cuối cùng. Không gian thật yên lặng. Hãy mang gọt bút mặt dây chuyền này vào và làm việc đi. Một nàng tiên cá tốt bụng luôn giữ cho bàn học sạch sẽ. Còn bàn học của tiên cá xấu xa thì nhìn như một chiến trường. Tại sao nó lại hỗn độn như vậy? Việc này phải dừng lại. Ariel sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này. Cô ấy cần một khay đựng bằng vỏ sò. Dùng keo nóng dán vỏ sò vào giá giữ nến. Dán một viên tròn nhỏ vào để làm ngọc trai. Quét một lớp keo và kim tuyến vào bên trong vỏ sò. Sơn bên ngoài của vỏ sò cùng với màu của giá giữ nến. Phủ một lớp sơn móng tay kim tuyến lên giá giữ nến và đáy vỏ sò. Trang trí thêm một ít san hô, vỏ sò nhỏ và ngọc trai. Vậy là xong, tất cả dụng cụ của Morio đã nằm trong vỏ sò rồi. Bàn học đã ngăn nắp. Cùng chờ xem phản ứng của cô ấy nha. Cô ấy sẽ rất thích món quà này cho xem. Cô ấy chưa bao giờ có được thứ như thế này cả. Cảm ơn Ariel nhé. Ariel thật vụng về. Ủa, tôi làm đổ nước rồi. Ngay trên vở của bạn. Nước đã biến quyển vở trở thành một con cá đuối dễ thương. Cắt hình một con cá đuối bằng bìa của một quyển vở đã sử dụng. Dán chiếc đuôi bằng cắt tông vào bằng keo nóng. Dán thêm một lớp vải kim tuyến hai chiều lên trên. Dán phía sau một tấm bìa cứng lấp lánh. Dán thêm một đoạn dây thun vào gần đuôi ở bên trong bìa. Đặt một cây bút chì vào nào. Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ Morio rất thích quyển vở mới này. Chú cá đuối này thật đáng yêu. Chúng là cách giảm căng thẳng tuyệt vời, tốt hơn hẳn so với quyển vở thông thường khác. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bạn, tôi sẽ không để bụng đâu. Hãy ghép cặp để làm bài tập tiếp theo. Các bạn phải làm bài tập vẽ cùng nhau. Thế nhưng Morio đã lấy cây bút chì ngay lập tức. Bạn đang vẽ gì vậy? Sinh vật phù du à? Hay là thần biển có sừng? Không đời nào! Tôi sẽ sửa bản vẽ này bằng màu sơn ma thuật. Phủ một lớp keo trắng lên bề mặt hộp gỗ. Rắc một ít kim tuyến lên. Dán các hộp tròn đựng màu nhỏ vào hộp. Đổ sơn acrylic vào bên trong. Trang trí đá thủy tinh vào phần nắp của mỗi hộp màu nhỏ.
gắn các vỏ sò nhỏ vào các góc của hộp. Bỏ cây cọ vào là xong. Hãy thêm một số màu sắc cho bản vẽ tệ hại này. Làm thôi nào, xong, nhìn tốt hơn rồi đó. Cô Purple sẽ rất vui đây. Làm việc nhóm làm mọi người gắn kết hơn. Bạn có thích các dụng cụ học tập cho nàng tiên cá không? Hãy nhận xét bên dưới những dụng cụ bạn đã làm được nha. Ống đựng bút hồ cá, bút bạch tuộc hay là chú lương. Và hãy nhớ nhấn thích cho video này, đăng ký kênh của chúng tôi và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Trôm Trôm.